Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay anh em trong đội bắt đầu tiếp nhận thông tin hai anh chị ở một đất xa về đây báo tin nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Bình Dương đang thông tin đến tìm người con gái của mình. Câu chuyện như nào thì mà cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Xin phép xin chào anh chị. Xin phép anh có thể giới thiệu anh họ tên này. Tên Trần Văn Cả. Tôi Trần Văn Cả. Dạ, hiện nay mình đang sinh sống tại đâu anh? Dạ, tại Bình Dương, tại Bình Dương. Nhà thờ Bánh Sắn. Dạ. Rồi xin chào chào chị nha. Dạ. Rồi chị cho cô chú anh chị các bạn một người biết chị tên là họ tên là gì? Trần Thị Ngọc Vân. Dạ. Hôm nay chị về đây thì là buổi tiếp khách hàng Bình Dương tìm ai đấy? Tìm con. Dạ, con chị họ tên là gì? Trần Thị Ngọc Vân. Dạ, năm nay bé nhiêu tuổi rồi chị? Bé gần 18 tuổi, tháng 7, 30, sinh nó 30 tháng 7. Năm mấy? Năm 2005. Dạ. Chị có thể cho cô chú anh chị các bạn một người biết được con gái chị bỏ đi lâu chưa? Bỏ đi nay đã 6 ngày rồi. Dạ. Gia đình mình có biết là thông tin tại sao mà con bỏ đi không? Không biết cái gì, nó về cũng chữ nó sơ sơ mà nó cũng có gợi rồi mà gợi nó ra ở nhà. Đang ở nhà bằng với chị nó. Là có người yêu rồi đúng không? Dạ, rồi giờ nó bỏ đi đâu không biết đi đâu chứ. Là hiện nay người yêu còn ở nhà ở địa phương. Còn ở nhà chăm bằng với chị nó, chị dạ. Hai nó. Là người yêu của con gái chị dạ, biết dạ. Con gái bỏ đi không? Biết. Biết ra có đi tìm không? Có hai chị em đi tìm mà không gặp. Không gặp. Dạ. Chị có biết nguyên nhân tại sao mà con gái chị mà tuổi này thì lớn rồi không phải là nhỏ lắm đúng không? Mà bỏ nhà đi không? Gia đình làm gì buồn không? Thì nó về đám cưới hôm Tết đó, về nó cho cái bạn gầy la nó. Bạn bè nó đi học hồi nhỏ. Lâu lâu thì xung họp bạn bè có gì đâu. Dạ dạ. Ai dạy đâu. Nó đi tới chiều mới về là dặn chữ nó gầy la nó. Chắc đi sáng chiều về đúng không? Dạ. Con gái chị đã thường xuyên bỏ nhà đi không? Không. Ở tối hồi nhỏ tới lớn là không có đi đâu hết trơn. Mà lần này bỏ đi đúng không? Dạ. Trước khi con gái anh chị mất tích cái này là con của anh chị là công việc gì ở đâu? Là làm chung chứng, công ty chị nó luôn. Công ty gì à? Công ty gì được chúng ba? Trưởng gỗ. Công ty gì? Bình Dương này đâu? Dạ, ở Bình Dương chỗ cầu Ánh Sáng đi lâu. Ở Bình Sáng là Bình Dương ha. Dạ. Dạ. Đến giờ phút này thì thông tin chị có tìm hiểu thông tin là con gái chị hiện nay đang đi với ai không? Dạ, không biết. Không biết đi với ai luôn. Dạ. Trước khi con gái chị bỏ đi thế này là đi đem theo những cái gì tài sản đi không ạ? Đeo đâu hèn. Lớn không? Gần chỉ. Gần một chỉ. Dạ. Có đem theo xe không? Điện thoại không? Có đem điện thoại. Điện thoại gì ạ? Điện thoại 3-4 triệu bạc. Cảm ơn. Có đem xe đi không chị? Dạ. Không. Nó mua xe chị nó mà nó không lấy đi. Đi bộ luôn. Dạ. Đi bộ lúc bây giờ là mấy giờ gia đình mình biết? 8 giờ mấy? Tối hay sáng? Sáng, 8 giờ sáng. 8 giờ sáng. Tôi đi mặn, vợ chồng đi mặn, nó mới đi. Là lúc bây giờ gia đình mình hoàn toàn không biết đúng không ạ? Dạ. Cái ngày hôm đó lẽ ra là con gái chị có đi làm không hay là ở nhà? Nó xin chị nó nghỉ ở nhà một bữa, chị nó làm tổ trưởng xong. À. Rồi xin ở nhà một bữa nó nhức đầu. Về chiều 4 giờ rưỡi về không thấy con. Còn nhức đầu hay không không biết đúng không? Dạ. Xin chị báo cho công ty là em xin nghỉ một bữa. Dạ. Dạ. Hôm bữa chị la con chị có những cái gì có nặng nề lắm không mà con không, chị, không đời tôi đời quánh nó không mà tôi không có quánh hăm dọa không dạ hăm dọa cho nó sợ mà nó chị có điều gì chị muốn chia sẻ trên video này thì hy vọng con gái thì xem được biết được cái tình thương gia đình dành cho con chị rất nhiều dạ. Đi tìm kiếm cái đồng hài đúng không ạ để con chị sớm liên hệ cho đội hiệp sĩ Thành Dương hoặc báo tin cho gia đình dạ. Mà chị nói đi. Chị nói sao để con chị quay về? Linh ơi, về dưới cha với mẹ con ạ. Gia đình mình xung họp con ơi. Chị được mấy người con rồi? Hai đứa con gái. Hai bé gái. Dạ. Hai đứa gái. Gia đình mình hoàn toàn là sống chung một gia đình, sống chung một nhà đúng không? Dạ. Mình có nhà mình dương hay là nhà trọ? Nhà trọ, nhà trọ. Yeah. Cuộc sống kinh tế là mà ổn không? Dạ. Ổn kinh tế ổn không? Nói chung là cũng sống cũng được. Hàng ngày con gái chị hàng tháng đi làm mẹ có đưa tiền cho gia đình không? Có, tháng nào nhờ nó không đó. Yeah. Vậy là hàng tháng là vẫn đưa tiền cho gia đình? Dạ. Yeah. Nói chung ra là nó mà mẹ tháng được 8 triệu.
Nó đưa hết rồi cho lại 2 triệu cho nó xài. Rồi cho nó 2 triệu vậy đó, rồi sáng thì cho nó cứ ngày 50-50 nữa là cho nó ăn uống, còn cái tiền cho nó 2 triệu đó thì nó để nó sắm sửa gì để sắm. Và nhiều khi nó muốn đòi sắm cái gì á, tham mắc tiền á, nó ví dụ như sắm đồ phiên hay chiếc nhẫn gì á, thì nói với mẹ nó đi sắm cho nó á. Còn nó mang hàng tháng thì cứ đưa tiền gì vậy đó. Còn tôi thì tôi cũng đi làm công ty, cả tháng tôi mới về làm. Tại vì tôi làm công ty nó đều đi xa, lâu lâu mới về thăm vợ thăm con. Chứ cũng không có phải mỗi ngày mà chiều tôi về xâm hợp với vợ con nữa, ít lắm. Đứa con gái với đứa nhỏ đi nè thì hai chị em nằm chung, mẹ nó thì một cái xưởng khác, còn tôi thì tôi làm công ty khác nữa. Đó nên vậy chỗ công ty nó đều tôi tới trồng xoài cho nó, có khi một tháng mấy, có khi hai tuần không chừng, tuần không chừng thì mới về thăm vợ thăm con. Như chiều thứ bảy về, sáng thứ hai lên lại. Thì ra tôi ít có thường xuyên tiếp xúc với hai đứa con đó. Chị có điều gì chị muốn chia sẻ với con người gái chị không? Chị nói làm sao để cho bé quay về? Giờ cầu cứu mấy chú kiếm con để quay về tụ họp gia đình. Nói chung gia cũng nhờ mấy chú. Nhờ mấy chú. Chị có tình cảm gì dành cho con chị? Hy vọng chị chia sẻ trên video này. Có thể là con chị đang xem đây đó, thì con chị sẽ thấy được, biết được ba mẹ đang tìm kiếm để con gái chị quay trở về. Mà chị nói đi. Mình nói đi. Biết nói sao? Chị nói làm sao? Chị có thương con chị không? Thương mới đi tìm kiếm vậy là không thương vậy thì thương dữ lắm. Thương mình nói làm sao để con thương gia đình. Giờ con cũng về với mẹ cũng buồn lắm con ơi. Mẹ với ba con buồn lắm. Cũng nhớ con lắm, con cũng dám tranh thủ giờ sống với cha với mẹ đi con ơi. Con đừng có bỏ cha bỏ mẹ đi như vậy. Gia đình mình có chuyện gì để về nhà giải quyết đúng không? Dạ, dạ. Chứ bỏ nhà đi thế này phải là gia đình rất hoang mang. Dạ. Bởi vì ngoài kia hiện nay rất nhiều các cạm bẫy dù dỗ, dạ, lừa đảo các bé gái, dạ, các thanh thiếu niên giống như thế này. Dạ. Chúng chỉ tạo những cái cơ hội, những cái cơ hội rất nhỏ nhẹ như thế này để mục đích chính để các bé sẽ bị sập bẫy, dạ, đúng không? Dạ. Vì chính những bé mà buồn gia đình như thế này thì là bỏ đi, dạ, mới bị lừa. Yeah. Còn những người ta bình thường thì rất khó có thể bình thường. Yeah. Yeah. Con chị có thể là đang làm công ty, công việc áp lực vất vả, yeah, bị một số đối tượng khác, hoặc là nhân cái đang buồn chuyện gia đình nữa, các, yeah, đối tượng khác có thể rủ rỗ lôi kéo con chị. Yeah. Nó là một tháng thu nhập là 50-70 triệu thì con chị đôi khi ham là quyết định bỏ đi. Yeah. Mà bỏ đi thì chúng sẽ nhốt, chúng sẽ khống chế. Yeah. Cơ hội để quay trở về rất khó. Yeah. Như buổi đêm hôm qua, tối hôm qua thì em nhận được rất nhiều các cuộc gọi, yeah, của hai thiếu nữ đang ở trong quán karaoke, nói là xin việc làm trên mạng, nghe việc nhẹ lương cao mà hiện nay đang bị bắt, khống chế, dụ dỗ, ép, đánh đập, hành hạ, các là một cách rất man rợ. Hiện nay thì gia đình cũng đang trình báo cơ quan công an rồi. Hy vọng trong một vài ngày tới thì các anh em này tìm cách giúp cho các bé quay trở về. Yeah. Hiện nay các bé gái đa số mà dính vào yêu đương, lừa đảo, dụ dỗ, xin việc làm trên internet. Chính vì lý do như vậy là một số thành phần xấu bất hảo lợi dụng sẽ buôn bán người bất hợp pháp. Thì hôm nay thì em biết nói như hơn là xin chân thành cảm ơn cái cuộc chia sẻ của anh chị. Yeah. Chúc anh chị luôn là mạnh khỏe, hạnh phúc. Yeah. Hy vọng anh nữa đó thì em trong đội sẽ tìm được ra thông tin con chị ở đâu, giúp, yeah, con chị quay trở về nhé. Dạ, 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 cảm ơn mấy chú.